Rybakina tri ân đất nước Kazakhstan sau khi giành chức vô địch Wimbledon. Nhà vô địch Wimbledon mới đăng quang là Elena Rybakina cho biết vào hôm thứ Ba 12 tháng 7 rằng chiến thắng của cô tại All England Club là một chiến thắng tập thể sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của liên đoàn quần vợt Kazakhstan. Rybakina sinh ra ở Moscow, người đã chuyển sang thi đấu cho Kazakhstan vào năm 2018 để được hỗ trợ tài chính nhiều hơn, đã trở thành nhà vô địch đơn đầu tiên của đất nước vào cuối tuần khi cô đánh bại hạt giống số 3 người Tunisia là Wang Jabeur. Rybakina nói với Reuters sau khi đến thủ đô Nur Sultan rằng kể từ thời điểm bắt đầu đại diện cho Kazakhstan, tôi rất vui vì mình có thể tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp. Tôi rất vui vì cuối cùng mọi thứ đã diễn ra theo cách này và với tất cả sự ủng hộ của liên đoàn Kazakhstan, với sự ủng hộ của chủ tịch Vlad, tôi nghĩ rằng đây là chiến thắng của tất cả chúng ta. Nữ vật thủ 23 tuổi cũng nói thêm rằng không dễ dàng gì để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu sau khi rời khỏi Nga. Rybakina nói rằng, từ một sự nghiệp cơ sở trở thành chuyên, tôi thực sự cảm ơn và biết ơn về thời gian và cơ hội mà tôi có được.